OK, xin chào anh em quay trở lại với Thinh View, mình là Hâm Khúc. Nếu như anh em theo dõi trên kênh Thinh View đủ lâu ấy, thì anh em sẽ thấy rằng mình đã làm rất là nhiều video về hệ sinh thái Microsoft 365 rồi. À, bản thân mình làm đứa rất là có cảm tình với cả Microsoft bởi vì mức giá rất là rẻ này. À, ví dụ như là ở trên Tiki nếu như anh em mua ở thời điểm hiện tại thì đang có chương trình giảm giá, anh em nhập code Thinh View 100 vào là anh em sẽ có Microsoft 365. À, tính ra là chưa đến 15 000 đồng một tháng. Anh em thấy rẻ không? Mà với cả là đại đa số chúng ta đang sử dụng máy tính Windows là hệ điều hành của Microsoft, vậy nên chúng ta sử dụng luôn hệ sinh thái của Microsoft cho nó đồng bộ đúng không À, nhưng mà cũng phải thú thật với các bạn là mình không phải là một đứa sử dụng mỗi hệ sinh thái của Microsoft không thôi. À, bên cạnh đó thì mình cũng sử dụng hệ sinh thái của Google này, của Apple này và trong quá trình sử dụng đa nền tảng như vậy thì mình nhận ra là cái hệ sinh thái của Microsoft ấy nó không phải là một hệ sinh thái đóng như là của Apple. À, Apple là muốn đóng người dùng vào trong hệ sinh thái đó, một hệ sinh thái rất là kín còn hệ sinh thái của Microsoft là một hệ sinh thái cộng sinh nhờ đó mà khi mà mình sử dụng hệ sinh thái của Microsoft thì mình vẫn có thể sử dụng được những app khác à, những app khác nó vẫn nhúng được vào hệ sinh thái của Microsoft à, vậy nên thì à, gần như là trong quá trình sử dụng thì mình không hề thiếu bất kỳ một cái tính năng gì cả mà nó lại rất là đầy đủ nữa và tất nhiên trái tim ở đây vẫn là hệ sinh thái Microsoft 365 cũng như là bộ lưu trữ đám mây OneDrive và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một ngày làm việc của mình với cả hệ sinh thái Microsoft 365 hy vọng rằng thông qua video ngày hôm nay thì các bạn có thể ứng dụng được một phần nào đó để giúp nâng cao chất lượng công việc cũng như là chất lượng cuộc sống để nó tối ưu và nó đồng bộ hơn từ một người hâm mộ của hệ sinh thái Microsoft 365 nhá ok Ngày mới bắt đầu thì nhiệm vụ đầu tiên của mình đó chính là phải chuẩn bị hết tất cả những công việc mà mình cần phải làm trong ngày mình sẽ sử dụng ứng dụng Todo của Microsoft để làm điều đó. Bởi vì ứng dụng này nó có thể đồng bộ được với app Todo ở trên máy tính, cả máy Windows lẫn máy Mac đều được. Nên là cứ đến giờ thì nó sẽ nhắc cả trên điện thoại lẫn cả trên máy tính, nó rất là tiện. Thực ra thì để mà có thể lên timeline cho công việc thì mình sử dụng rất là nhiều nền tảng khác nhau, ví dụ như là Zira, này, Basic work này, hay là Milanote này. Bởi vì tùy thuộc vào team nào trong công ty thì mình sẽ sử dụng với cái phần mềm đó để có thể làm việc teamwork được với nhau. Và cái vấn đề ở đây đó chính là do có quá nhiều lời nhắc việc Vậy nên thì mình cần phải có một cái của riêng mình nhắc việc cho riêng mình, bao gồm giờ này làm gì này, giờ kia làm gì này, lời nhắc giảm sao, tần suất như nào thì tất cả những tính năng đó nó đều có trên app to do, nó rất là tiện cả những công việc đơn giản ví dụ như là đi ăn trưa hay là đi cà phê với ai đó thì mình cũng sẽ nốt vào đây luôn bởi vì mình có thói quen đó chính là chia công việc chính xác theo giờ tất nhiên là trong quá trình mà chúng ta làm việc ấy thì không phải là lúc nào giờ giấc nó cũng sẽ chuẩn chỉ chính xác từng giây từng phút một để như vậy à, nhưng mà chỉ ít ra là nó sẽ tiện hơn rất là nhiều nó ngăn nắp hơn rất là nhiều so với việc là các bạn bỏ mặc và không hề có bất kỳ một cái ứng dụng nhắc việc nào cả ok đó chính là ứng dụng nhắc việc to do, đồng bộ rất là tốt Đến sáng thì mình sẽ làm việc cho Thinh View công việc hiện tại của mình đó chính là lên content và lên hình lên content thì mình sẽ sử dụng word luôn anh em đừng tưởng là word mà không hoạt động được đồng thời nhiều người cùng một lúc ví dụ như là google docs online được nhá anh em chỉ cần chọn chuột phải vào file word mà anh em đang làm việc này chọn share này rồi gọi email của người mà anh em muốn chia sẻ là xong khi đó thì sẽ có hai hay là ba người có thể làm việc đồng thời trên một bản word luôn mà nó lại có đầy đủ tính năng của một bản word hoàn chỉnh chứ không phải là dạng online đâu nhá rồi cứ mỗi video mình thu xong như này là anh em editor edit các kiểu rồi chúng mình render video ra là chúng mình sẽ đồng bộ tất cả lên bộ nhớ lưu trữ đám mây của Microsoft đó chính là OneDrive. Mà xét về khoản đồng bộ của OneDrive thì nó rất là sướng, tốc độ của nó rất là nhanh, tải lên tải xuống nó nó rất là nhanh. Đó, mà với 15 000 đồng một tháng là các bạn đã có một tơ OneDrive rồi, giá rất là rẻ mà tốc độ của nó rất là nhanh nữa. À, nhưng mà cái giá này thì anh em sẽ chỉ mua thông qua đại lý ở Việt Nam mà thôi Chứ còn nếu như anh em đi mua trực tiếp trên trang chủ của mang shop ấy Là anh em sẽ bị mua đắt ấy nên là mua trực tiếp tại những đại lý ở Việt Nam nhé Ví dụ như Tiki, Lazada, Shopee này hay là ThinkPro chẳng hạn Đó, những đại lý chính hãng tại Việt Nam Ngoài ra thì với mỗi tài khoản mang số 365 Thì anh em có thể đăng nhập được 5 thiết bị Bao gồm laptop này, điện thoại này, máy tính bảng này hay là PC Vậy nên thì những file video lưu trữ trên máy tính ở công ty ấy Thì mình cũng có thể sử dụng chiếc máy ở nhà để mà xem real time hoặc là edit đôi chút để có thể đăng tải lên fanpage của Thinh View để có thể đồng bộ tốt hơn. À, mà anh em nào chưa like fanpage của Thinh View thì anh em hãy like ngay nha. Rồi công việc buổi sáng của Thinh View đơn giản là vậy. Còn đến với buổi trưa thì anh em ở trên Thinh View sẽ giải trí quẩy game bằng chiếc Xbox Series mà đâu cần phải bấm tận nơi, chỉ cần phải thao tác bằng ngay ứng dụng Xbox của Microsoft ngay trên điện thoại là đâu lại vào đó. Chỉ việc ra quẩy game thôi, điều khiển từ xa rất là tiện đến với buổi chiều thì mình sẽ làm marketing cho một công ty khác thì công việc này nó có rất là nhiều quá trình brainstorming briefing và làm slide gửi proposal cho đối tác À, thì à, mình lại càng cảm thấy rằng cái bộ số 365 này nó tiện vô cùng. Ví dụ như là cái vụ brainstorming nhá. Đây đã từng là một cái trải nghiệm rất là đau đớn của mình rồi, không biết là ở đây có anh em nào gặp phải hay chưa. À, trước đấy, mỗi khi mà mình cần nốt ý tưởng ấy thì mình sẽ sử dụng rất là nhiều thứ. Ví dụ như là nốt ý tưởng nhanh thì sử dụng Galaxy nốt này, muốn nốt cẩn thận hơn thì lại phải bỏ tiền mua Evernote tốn bao tiền rồi thỉnh thoảng lại lên sticky note ở trên Windows lại nốt 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 nữa. Cuối cùng thì mỗi ý tưởng rơi vãi một nơi và chẳng thể kết hợp lại để action ra một cái gì đó. Và sau đó thì mình khám phá ra cái ứng dụng OneNote của Microsoft 365. Nó đồng bộ luôn OneNote với cả Sticky Note luôn. Nên là khi mà mình nốt nốt cái gì ở trên Sticky Note ấy là mình có thể xem lại ở trên cái ứng dụng OneNote trên điện thoại mà những cái um, tốc độ đồng bộ ấy nó rất là nhanh. Mình gõ từng chữ là nó cũng sẽ ra từng chữ chỉ để lay một cho đến 2 giây mà thôi. Rất là tiện và sau đó thì mình cứ trung thành luôn với cả OneNote mà không chỉ vậy đâu nha OneNote nó cũng được tích hợp luôn vào phần mềm Microsoft Teams nên là đang chat với cả đối tác ấy anh em cũng thể lấy nốt luôn ra được luôn rồi nhân tiện nó đến Microsoft Teams thì đây là một công cụ rất là tuyệt vời nó nhúng được rất là nhiều ứng dụng công việc của bên thứ ba vào ví dụ như Trello này Jira này đây đều là những ứng dụng bên ngoài mà mình cũng đang sử dụng để có thể lên kế hoạch nên là có gì mình mang hết vào đây luôn hay là chẳng nói đâu xa nhá là cái phần mềm YouTube nó cũng được nhúng luôn vào cái Microsoft Teams này bây giờ thì mình thử gõ thinh view nhá thế là nó sẽ ra một loạt video hôm qua mới up luôn. Hiển thị rõ tên video này, thumbnail này, bao nhiêu view luôn, <laughs> đỉnh cao luôn. Rõ ràng là Microsoft 365 nó hỗ trợ rất là triệt để cho nhu cầu công việc. Hay là anh em cũng thể mở Office ngay trên Microsoft Team luôn. Và càng dùng thì mình lại càng cảm thấy rằng Microsoft 365 nó như là một cái app to khổng lồ ấy Và trong cái app to khổng lồ đó nó có rất là nhiều những app con Ví dụ như là OneNote này hay là những cái phần mềm Office này, Todo các thứ Nó có rất là nhiều những app con Và những app con này nó lại được nhúng vào với nhau Để giúp cho người dùng làm việc một cách trơn tru và liền mạch hơn Nó rất là hay, nó hỗ trợ rất là triệt để cho nhu cầu công việc mà còn vụ làm slide gửi proposal ấy Thì anh em đều biết là phải chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại rồi đúng không Thay vì cứ phải xếp rồi gửi lại rồi xếp rồi gửi lại thì mình add luôn chị giám đốc Martin vào đây là có gì chị ý sửa luôn real time luôn nên là rất là tiện. Xong là done. Và đó chính là một ngày của mình với cả Microsoft 365 Thực ra thì nó còn có rất là nhiều những trải nghiệm khác Nhỏ nhặt khác nữa Nhưng mà đó chính là những công cụ chính mà mình thường xuyên sử dụng hàng ngày Để có thể ứng dụng cho nhu cầu công việc hay là giải trí Có thể là đối với nhu cầu cơ bản của một số người dùng thì các bạn sẽ chưa cần đến sự đồng bộ này Có chăng là các bạn cần đồng bộ một số file Hay là các bạn làm bài tập nhóm chung ấy thì Đối với nhu cầu đó thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những file online thì cũng đều được Nhưng mà xét đến nhu cầu công việc thì rõ ràng mang số 365 nó là một cái bộ công cụ hỗ trợ rất là đắc lực cho những doanh nghiệp à, vừa và nhỏ hay là cả kể là lớn à, nó không chỉ là xây dựng một hệ sinh thái riêng mang số 365 mà nó còn cho phép những cái ứng dụng ở bên ngoài ký sinh vào ví dụ như Trello, Zira hay là YouTube để sự đồng bộ trải nghiệm các thứ nó liền mạch hơn à, và đó chỉ là một ngày của mình với cả mã số 365 còn anh em thì sao trải nghiệm của anh em như thế nào ở đây có anh em nào là fan của hệ sinh thái mã số 365 hay không Mình biết là ít Nhưng mà nếu như có anh em nào mà thường xuyên sử dụng cho nhu cầu công việc ấy Anh em tâm đắc với nó ấy, Thì anh em hãy giúp mình comment phía bên dưới Để anh em cùng trao đổi nhé Hay là share vào nhóm thinh viên Friends Ok à, Nếu như anh em cảm thấy yêu thích video này Thì hãy subscribe channel để tiếp tục theo dõi những video mới nhất trên kênh thinh view nhá Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại